Em còn nhớ hay em đã quên? Nhớ Sài Gòn mưa rồi chợt nắng, nhớ phố xưa quen biết tên bàn chân, nhớ đèn đường từng đêm thao thức sáng trẻ em vòm lá me xanh. Em còn nhớ mà dùng cái một cái rắc thì dùng này, còn cái Optobica này. Vâng. Optobica thì là cái này là em đang trên trên mạng này. Vâng, đó là em đang cắm dây từ trên mạng nhé. Để em sẽ quay đằng sau. Vâng. Và cái này chỉ ấn cứ để như này thì sẽ ra tất cả các đồ luôn này. Vâng. Đây là cái trên mạng này. Và đây là cố ích này. Cái này là analog này, vâng, analog, vâng. Em còn nhớ. Vâng. Và nếu mà không dùng nữa thì mình có thể mình bật bật đĩa đấy ạ. Vâng. Mình không dùng gì nữa thì mình có thể mình cho đĩa vào đây ạ. Mình cứ để bình thường. Thì mình cho cái mũi tên của cái đĩa MD. Vâng. Đây ạ. Đó. À, khi vào thì nó sẽ báo bài. Nó sẽ báo là bài cho anh em. Nó là 13 bài. 13 bài thì mình sẽ bật này. Vâng. Bật bài 1 này. Tìm đâu tình đó
hỗ trợ cho cho anh em mọi miền này, là một cái đĩa MD có chương trình. Vâng, đây là Hà Thanh Xuân, và một cái dây dắt điện thoại này, một cái dây dắt AV này, và một cái dây làm DA. Vâng, làm cái dây DA như thế này đấy ạ. Vâng, là từ trên mạng xuống đấy ạ. Đây là anh em có thể tất cả liên hệ cho em bên Zalo nhé, để em tiện thông báo ảnh cho cả nhà. Vâng, đồ của em hàng giờ này thì đang rất là nhiều, nhưng mà em hạn chế tiếp khách tại cửa hàng, em chỉ giao dịch tất cả trên Zalo và gửi đi. Đây cả nhà, nếu mà không muốn dùng cái này nữa thì nhìn tốt lại này. Và kể cả ra đĩa thì nó không bị xóa, bởi vì con này là không cần đĩa mồi, anh em có thể cho ra thoải mái được.